Xin chào các bạn, mình là Minh, đại diện bán hàng của Auto 31, có địa chỉ 3133 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn danh sách tất cả các xe hiện đang có sẵn tại cửa hàng. Và tất cả các xe cửa hàng mình bán ra đều cam kết với các bạn không đâm đụng, không ngập nước, có pháp lý sạch, không kiện cáo tranh chấp và sẽ hỗ trợ các bạn sang tên đổi chủ trên toàn quốc. Hỗ trợ các bạn vay ngân hàng với giá trị khoảng 70-80% giá trị của từng chiếc xe. Bây giờ thì mình xin giới thiệu tới các bạn chi tiết từng chiếc một nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ có đây là một chiếc C200 Exclusive với model 2022, đi nước 7.500 mai các bạn nhé. Chiếc này bên cửa hàng mình đang chào bán với giá 1.620.000.000. Phía bên tay trái mình đây sẽ là một chiếc Mercedes S450 model 2018 với đi nước 2.8 vạn mai, và chiếc này cửa hàng mình đang chào bán với giá 3.280.000.000 ạ. Xin mời các bạn qua bên này. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai chiếc Lexus model 2022. Đầu tiên đó là chiếc RX350 màu trắng, nội thất da bò và mới đi nước 9.000 km các bạn nhé. Xe còn cực kỳ đẹp và mới. Chiếc này bên mình đang chào bán 4.430.000.000 ạ. Ở phía bên này thì là một chiếc Lexus RX300 model 2022 mới đi nước 2 vạn km và hiện tại cửa hàng mình đang chào bán với giá 3.499.000.000 ạ. Xin mời các bạn vào phía bên trong cửa hàng ạ. Ở đây thì chúng ta sẽ có một chiếc Mercedes E300 AMG cũng model 2022 và đi cực kỳ ít, 8 vạn mai. Xin lỗi các bạn, 8.000 mai ạ. Và chiếc này cửa hàng mình đang chào bán với giá 2.790.000.000. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ lại có một chiếc Lexus RX350 nữa, model 2019 và cũng đi rất ít, 3.500.000 km. Chiếc này cửa hàng mình đang chào bán với giá 3.680.000.000 ạ. Ở đây, một chiếc Range Rover model 2015 và đã được up full toàn bộ ngoại thất nên model 2021 đi lướt 6.000.000 km và hiện tại cửa hàng mình đang chào bán 5.099.000.000. Đây, xin mời các bạn đến với phía dưới này. Đây, bên này. Đây là một chiếc ES250 model 2017 mới đi có 5.000.000 km thôi ạ. Màu đen và có nội thất màu da bò các bạn nhé. Chiếc này bên mình đang chào bán với giá chỉ 1.690.000.000. Xe còn cực kỳ đẹp. Đây là một chiếc ES250 model 2022. Nhưng chiếc này thì cửa hàng mình vừa về và đã bán luôn cho khách hàng rồi ạ. Đây ạ, mời các bạn đến với phía dưới này. Trong này còn hai chiếc nữa mình sẽ giới thiệu tới các bạn. Bên trái mình đây là một chiếc BMW X4 với model 2015 và chiếc này cửa hàng mình đang chào bán với giá 1.290.000.000. Ở đây thì lại một chiếc màu đỏ cuối cùng, đó là Lexus RX200T model 2017. Ở chiếc này thì đã được up full mặt ca lăng và la răng của model 2021. Chiếc này cửa hàng mình đang chào bán với giá là 2.450.000.000 ạ. Tất cả các xe của mình bán ra đều, mình đã nói, đều cam kết với các bạn không đâm đụng, không ngập nước và có pháp lý sạch. Sẽ hỗ trợ các bạn vay vốn ngân hàng từ 70-80% giá trị xe. Các bạn hãy liên hệ trực tiếp theo số hotline mình đang để trên màn hình hoặc qua trực tiếp tại cửa hàng bên mình có địa chỉ 3133 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội để trải nghiệm, để được lái thử từng chiếc một và xem chất lượng của chiếc xe như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo.